Elong xin được chào toàn thể các bác đang theo dõi trên kênh mua bán xe cũ nhé. Và hôm nay cũng là bước sang tháng mới rồi. Và lệ phí trước bạ thì cũng đã có hồi kết là sẽ không có giảm lệ phí trước bạ cho các xe lắp ráp trong nước nha các bác nhé. Thì tiện hôm nay cũng là ngày mùng 1 tháng 8 bắt đầu sang tháng mới. Em Long xin phép được cập nhật toàn bộ giá bán hiện tại có những chiếc xe ở cửa hàng em Long đây. Em sẽ báo giá chi tiết để cho các bác cùng xem và nắm rõ giá và xem những chiếc xe nào phù hợp với nhu cầu mà mình sử dụng cũng như là chiếc xe mình đang tìm. Nếu mà có mặt tại cửa hàng em thì có thể qua cửa hàng em xem xe và bàn tiếp về giá nha các bác nhé. Chiếc đầu tiên đây là chiếc Mazda CX-5 phiên bản 2.0 AT Philip sản xuất 2017. Xe thì lăn bánh mới có 4.2 km thôi. Chất xe thì còn cực kỳ là đẹp. Ngoại thất là màu vàng kim. Và chiếc xe này thì cửa hàng em đang chào bán với mức giá là 555 triệu nha các bác nhé. Bên cạnh chiếc Mazda CX-5 đây là chiếc Mazda 3 phiên bản 1.5 AT Deluxe sản xuất năm 2022. Chiếc xe này lăn bánh 3.4 km và màu đỏ nha các bác nhé. Chiếc xe này thì đang được cửa hàng chào bán với mức giá là 525 triệu. Phía sau chiếc Mazda 3 đây là chiếc Kia Sonet phiên bản 1.5 Premium sản xuất 2021 và được đăng ký năm 2022. Chiếc xe này lăn bánh có 32.000 km thôi. Nội ngoại thất theo xe thì vẫn còn rất là đẹp luôn các bác ạ. Đây các bác quan sát cho em nhé. Và chiếc xe này mang cho mình màu ngoại thất là màu trắng, đang được cửa hàng chào bán với mức giá là 545 triệu. Và bên cạnh chiếc Kia Sonet này đây là chiếc Honda Accord phiên bản 1.5 AT sản xuất năm 2022, xe nhập Thái nha các bác nhé. Chiếc xe này lăn bánh 1.9 km và mang trong mình màu ngoại thất là màu đen. Chiếc xe này thì cực kỳ là cá tính và thể thao rồi. Nếu như các bác nào đam mê về khoản độ xe thì các bác có thể lựa chọn chiếc Honda Accord này nhé. Cực kỳ là phù hợp cá tính cho các bác nào muốn độ lên chiếc xe này. Em đảm bảo là cực kỳ là đẹp luôn. Chiếc xe này thì đang được cửa hàng Yusaka chào bán với mức giá là 975 triệu nha các bác nhé. Và phía sau đây là một chiếc xe nhập khẩu Ấn Độ. Đây là chiếc Volkswagen Polo phiên bản 1.6 hatchback sản xuất năm 2020. Chiếc xe này thì lăn bánh 5.6 km và tông màu ngoại thất là màu xanh thiên thanh. Chiếc xe này thì đang được cửa hàng chào bán với mức giá là 469 triệu nha các bác nhé. Tiếp đến sau là chiếc Mazda CX-3 phiên bản 1.5 AT Deluxe sản xuất năm 2022. Chiếc xe này thì mang trong mình màu ngoại thất là màu đỏ. Và chiếc xe này cũng rất nhiều các bác hỏi em về cái khoản là điều hòa có mát sâu hay không, hàng ghế thứ hai ngồi có chật quá hay không. Thì em cũng xin chia sẻ với các bác là điều hòa mát nhanh và cũng mát sâu. Còn hàng ghế thứ hai ngồi thì sẽ hơi chật một chút. Và chiếc xe này mang cho mình màu ngoại thất là màu đỏ và đang được cửa hàng Yusaka Việt Nam chào bán với mức giá 535 triệu. Bên cạnh đây là chiếc Kia Optima phiên bản 2.0 Luxury sản xuất năm 2020. Chiếc xe này mang trong mình màu ngoại thất là màu đỏ và bên trong nội thất là màu kem. Xe thì được đăng ký hai chủ rồi nha các bác nhé. Chiếc xe này thì đang được cửa hàng Yusaka Việt Nam chào bán với mức giá là 579 triệu. Chiếc xe này thì lăn bánh 4.000 km với bảo dưỡng cấp 4.000 luôn các bác ạ. Chất xe thì còn cực kỳ là đẹp và còn cực kỳ là mới luôn nha các bác nhé. Đây là mẫu cũ nên là nó còn có tên gọi là Optima và sản xuất năm 2022 đổ lên thì nó có tên gọi khác, đó là Kia K5 nha các bác nhé. Hai phân khúc sedan hạng D đó là Honda Accord và Kia Optima. Nếu các bác thích cho chiếc xe nào thì có thể qua cửa hàng bên em để xem xe và lái thử luôn nhé. Và bên cạnh đây là một chiếc xe cũng tương đối là hot, chiếc Toyota Corolla Cross phiên bản 1.8V sản xuất năm 2020. Chiếc xe này thì mang trong mình màu ngoại thất là màu nâu và chiếc xe này lăn bánh 6.1 km nha các bác nhé. Xe thì nhập khẩu nguyên chiếc tại Thái Lan. Màu này thì em nghĩ là những cái bác trung tuổi một tí thì sẽ phù hợp hơn. Xe thì cũng đã được có sẵn rất nhiều các thứ rồi như cam 360 và cũng đã được lên bộ dàn lốp Michelin
Đấy, các bác có thể quan sát cho em nhé. Toyota Cross phiên bản 1.8V, sản xuất năm 2020. Chiếc xe này lăn bánh 6.1 km và đang được cửa hàng chào bán với mức giá là 699 triệu nha các bác nhé. Đây là toàn bộ những chiếc xe mà hiện tại đang có mặt tại cửa hàng bên em. Và em đang còn rất nhiều các mã hàng nữa đang cập bến. Trong đó có chiếc Mazda 3 phiên bản 1.5 sedan sản xuất 2015 và một chiếc Kia K5 phiên bản 1.5 2.0 Premium màu đen sản xuất 2022. Và còn một số dòng xe nữa thì khi nào cập bến cửa hàng thì em sẽ giới thiệu cụ thể cho các bác nhé, chi tiết từng chiếc xe một. Còn đây là em xin báo giá cụ thể những chiếc xe hiện tại là đang có mặt tại cửa hàng Yusuka Việt Nam. Các bác xem được video của em và thấy những chiếc xe nào mà mình đang tìm kiếm và những chiếc xe nào phù hợp với nhu cầu sử dụng của gia đình mình thì có thể qua trực tiếp cửa hàng bên em. Địa chỉ là 77 Mai Phúc, Long Biên, Hà Nội, Yusuka Việt Nam để xem trực tiếp chiếc xe và lái thử chiếc xe nhé. Và tất cả những chiếc xe ở đây em đều có hỗ trợ banking lên tới 70% nha các bác nhé. Và cũng như là bao trích Tết toàn quốc cho các bác nếu như các bác có nhu cầu vào hãng hay bất kỳ gara nào đó. Nếu như các bác tin tưởng, em sẽ hỗ trợ mang xe ra đó để cho các bác trích Tết. Và nếu như các bác cần cung cấp hình ảnh chiếc xe nào đó, em sẽ gửi cho các bác qua Zalo. Và số điện thoại Zalo của em để bên dưới màn hình. Các bác có thể kết bạn Zalo với em. Em sẽ gửi toàn bộ thông tin, hình ảnh chi tiết của chiếc xe cho các bác cùng xem và tham khảo nhé. Cảm ơn các bác đã xem hết video của em. Và hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo ạ.